MC vị tranh mới sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Em rất là cảm ơn anh Andre. Đây chính là người đã khiến cho Andre không có được Lil Ray buồn. Đúng đó. Nãy em ở trong phim anh Andre rồi. Nói anh đừng có làm như vậy. Nó kỳ lắm. Nó kỳ lắm. Nhiên đi. Có gì che mượn chứng minh nhân của anh để mình làm đi. Hôm qua em thấy anh nhiệt tình dành giùm người khác nữa. Rất là may mắn cái sự dành giùm đấy thì thật. Nhưng mà mình được đi đâu? Không biết là anh Tài có mời cái chủ kia nào không? Rồi anh em mình được đi nhậu đi, chúng ta chơi mà vui chung. Yes! Chơi cũng chơi. Tôi đang học tiếng Anh đây. Bắt tay anh gì anh tôi có cứu là bắt tay. Bắt tay anh gì anh tôi có cứu là bắt tay. Cái này. Right. Em thấy sao với tình cảm của anh Andre dành cho em vậy mà cũng bị buộc mất cơ hội. Em rất là cảm ơn anh Andre. Mình phải chịu. Em không nói lời đau lòng đến tận ngày hôm nay khi người ta đã quyết định bây giờ dùng chiếc nón vàng cuối cùng để chờ em nhưng mà thôi em. Lil Grace. Em vẫn rất là tuyệt vời. Nhưng mà anh nghĩ là nếu em về đội của anh có thể làm em tốt hơn ngày hôm nay. Ây chà. Tại vì qua cái phần biểu diễn này thì anh thấy em vẫn chưa thể hiện hết mình, vẫn nằm trong một cái vùng an toàn. Nếu mà có vấn đề gì thì anh có cái này dành cho em. Nếu là anh Thái thì anh Thái nên chọn Wavy. Còn em chọn Lil Grace xong. Andre, you gotta tell me about it. Hình như Andre còn có nón vàng đúng không? Yeah. Nhưng mà em muốn một người trong đây sẽ đối đầu với một người của Andre. Lil Grace. Chỉ muốn giới thiệu với mọi người, với các bạn fan là anh camera của chúng ta, anh Hiệp. Yeah. Bắt gặp được phần gạch của anh quá. Thì bây giờ mình còn clip bị nhảy té, cho nên là mình gặp anh sớm. Rồi anh em mình được đi nhậu đi, chúng ta chơi mà vui chung. Yes! Rồi, rủ đi cũng được ta. Một snip tìm ta. Đúng rồi. Lại đưa mặt thì bí mật quá. Dỗ cho bạn nín kìa. Thì dỗ giờ thầy nó nay. Thế chứ mai. Bây giờ thầy vô. Và không có gì phải buồn. Thì ta không buồn. Nha. Không phải đến nỗi mà phải hoài. Đúng không? Mưa nào mà gặp lại. Bắt tay anh gì anh tôi có cứu là bắt tay. Bắt tay anh gì anh tôi có cứu là bắt tay. Cái này. Quá thiệt luôn á. Đúng rồi, body team nó phải cứu rồi. Hồi nãy là quay rồi. Yeah, he's gonna kill it, bro. Thank you for taking him, bro. You know what I'm saying? Like, at least two got to go, you know? Fuck. Beautiful. Good. Oh, what's up, bro?
Đường này nó có nhiều content lắm. Đúng rồi, những cái em có content. Khai thác đi. Em hôm bữa giả bộ, đóng vai nghiêm túc. Theo, bây giờ thấy bộ mặt lò nào không? Thấy rồi. Bây giờ anh muốn biết gì em thật. Như hôm bữa giả bộ nghiêm túc. Mình nói mọi người không có tin, Thế là bạn em tìm dở, bạn em nói. Nó hay làm nạn nhân lắm nhưng mà thật chất là chồng theo này. Theo nó chưa vậy? Quýnh mình luôn rồi. Quýnh mình luôn rồi. Nghe nó nói vậy không? Ôi, nó đòi đánh lắm. Ê, kiếp quá trời rồi. Cái gì vậy? Tôi đi. Xong rồi chuẩn bị nó giơ hai tay lên. Quá trời ê kiếp. Anh tưởng đấy sẽ cố tình bóc của em. No, em bị bất phát. Yên đi nó. Chưa. Đúng rồi. Chưa phải chứ tất cả đâu kìa. Một. Mày vào xong ấy ra mày nè. Hai. Hôm nay là chuột lỗi anh. Hôm qua không nghe lời, hôm nay chuột lỗi luôn. Hôm nay chẳng phục mình nguyên một cây đen vậy anh? Thật là với cái sự tôn trọng những huấn luyện viên ngồi cùng thì mỗi một tập của một huấn luyện viên thì anh sẽ mặc một chút tập set phù hợp với cả huấn luyện viên đó. Tuy nhiên anh Andre thì anh có mặc đội nâu và cam. Như đây thì anh mặc đồ vàng. Mà anh Thái thì đội tím hoặc kiếm là anh đen. Trời em không ngờ anh tinh tế vậy luôn á anh biết. Cho em hỏi là hồi nãy là anh đánh giá cái phần của tội nhiều như vậy thì là thật sự là trước đó anh có ấn tượng với tội nhiều như vậy không hay là đến phần tiết mục này mới như vậy? Cuộc thi thì anh có biết bạn ấy nhưng mà anh biết rất ít về bạn. Trong vòng hai này thì anh thấy cho bạn là một người khá rất là ấn tượng là bạn thì hai bạn thi đâu có thể biết hai bạn thi đâu rất là tốt đẹp rồi vần rồi flow rất là hay nhưng mà cái một cái điểm nữa là bạn ấy biết không biết mình sẽ cái câu chuyện ngày hôm nay bạn ấy kể lên có rất nhiều những cái ý nghĩa về hình ảnh. Em bài thi mà có thể hình dung luôn được cái phối cảnh như thế nào. Nếu như mà bạn đi được vào xa thì anh nghĩ là bạn ấy sẽ là hung thủ rất nguy hiểm đấy. Anh biết ở trên mạng á, cư dân mạng comment là rất là thích cái cách tranh giành của anh. Vì cách tranh giành của anh nó rất là đàn ông. Anh có thể phát huy tiếp cái phong cách này của mình trong những tập tới không ạ? Bây giờ làm gì có tranh ai đâu. Thì mình cũng quyền bình chọn, bình luận này nọ. Trong cái lúc mà không được thì nhiều lúc cái cao trào nó được đẩy lên khá là cao và khi mà mình những cái gì diễn biến ở trên hậu trường ở trên hiện trường thì nó có thể là nó sẽ làm cho cái tính cách của mình bộc lộ ra. Nhưng mà anh nghĩ là anh cũng chỉ nhiệt tình với cả cái sự giằng gần của mình thôi chứ anh không có gì xấu tính như gì cả. Hôm qua em thấy anh nhiệt tình dành dùm người khác nữa. Rất là may mắn cái sự giành giật đấy mình thắng. Mình được đi đâu không biết là anh Thái có mời mình chụp bia nào không. Sao trạng thái sao? Ok không? Với tụi em làm tốt rồi. Ok. Cho em làm cái chủ đề này. Qua ôm anh Thái một cái đi. Qua ôm anh Thái một cái. Thái tới kìa. Ôm anh Thái đi. Ba ba, ôm ba ba một cái đi. Mọi người kêu ba ba đi, ôm anh Thái một cái. Ba ba kìa. Ok. Đó còn tội nữa.
Anh Thái lại, anh Thái có tại nữa. Quay vì, quay vì. Vô. Mày luôn đi, mày luôn đi. Tập trung. Một. 20 giờ xem gì trên V Channel. Thứ hai, ba, tư đón xem Hoa Vương. Thứ sáu, đừng bỏ lỡ Người ấy là ai mùa năm. Thứ bảy, chạy cùng Rap Việt mùa ba. Đặt lịch xem ngay lúc 20 giờ. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.